Chào tất cả quý ông bà và anh chị em. Con là linh mục An Bình. Lại một lần nữa rất vui mừng được chào đón quý vị đến với chương trình Muối men giữa đời. Kính thưa quý vị hôm nay thì uh, trong phòng thu âm của chúng ta có một sự hiện diện rất là đặc biệt. Uh, Ngài là Đức giám mục phụ tá của địa phận Orange. Người đó không ai xa lạ. Đó là Đức cha Thomas Nguyễn Thái Thành. Vâng, thì uh, lời đầu tiên con xin à chào Đức cha và xin Đức cha gửi lời chào đến tất cả quý khán giả. Xin lời cho gửi lời chào tất cả quý khán giả và cảm ơn cha à, an bình đã cho tôi có cơ hội để nói chuyện với quý vị. Vâng, thưa Đức cha, vậy là từ hồi mà Đức cha từ bên Florida qua đây là hình như được 2 năm, hơn 2 năm rồi không phải Đức cha? À, nếu tính theo ngày ra hộp báo thì hơn 2 năm rồi. Vâng. Nhưng mà tính ngày chịu chức thì chưa à, ừ. 19 tháng 12. Uh, 2017 Vâng. vậy thì uh, hai gần 2 năm ở đây rồi thì uh, Đức cha đường đi nước bước thế nào Đức cha Đức cha quen đường xá chưa rồi Đức cha khí hậu đây thì sao Đức cha <laughs> uh, nếu mà nói về khí hậu thì ở đây thì tốt lắm yeah. mát mẻ hơn khi độ ẩm ướt thì uh, uh, nó không có như bên Florida yeah. thành ra dễ chịu hơn rất nhiều uh -huh. thế nhưng mà trên cái vấn đề uh, Traffic, cái vấn đề xe cổ thì nhiều quá để Thành ra coi như uh, lái xe lúc đầu cũng là một cái thách thức thế Nhưng mà rồi uh, lần lần thì cũng quen lần Nhưng mà vẫn còn uh, dùng GPS uh, để mà đi đây đi vậy, đó Vậy là Đức cha có GPS rồi đâu có bị lạc đường phải không Đức cha? Cũng, cũng lạc đường chứ có nhiều khi nó chân đường chỗ này Mình phải quay vòng quanh rồi Thành ra rồi cũng phải theo cái GPS Nhưng mà rồi được có GPS thì cũng đi đến nơi, đến chỗ vâng con cảm ơn đức cha rất nhiều là tại vì hôm nay á, thường thường cái chương trình này là muối men giữa đời à thì thường thường mời các linh mục, các cha, các sơ lên đây để tâm sự cũng như là thư chuyện với tất cả quý khán thính giả nhưng mà hôm nay có đức cha ở đây thì con cảm thấy như là niềm vui được tăng lên gấp đôi cảm thấy như là rồng đến nhà tôm vậy cảm ơn cha anh mình hy vọng vậy vậy thì con xin phép được hỏi đức cha một chút xíu về đời sống của đức cha đức đã đức cha thì không biết là quê của đức cha ngày xưa bên Việt Nam ở đâu thưa đức cha thì hồi xưa thì uh, được sinh ra ở Nha Trang. Trang, ba má thì là người Quảng Bình, à. À, ba thì đi lính, thành à. ra rồi uh, ba má gặp nhau trong uh, miền Nam, oh, thành vâng. ra rồi uh, lập gia đình ở, ở trong Nam, thành ra uh, tôi được sinh ra ở Nha Trang, à, nhưng mà vì uh, ba đi lính, thành ra mình phải đi theo, oh, à, đi theo vâng. ba, thành ra ừ. tôi chỉ nhớ có uh, 5 năm ở trên Con tum. Dạ. Yeah. à thì học tiểu học ở trên đó. À, vâng. Rồi à, rồi xong sau đó thì đi vô lại Nha Trang. Yeah. Học trường Ban Ninh ừ. à, trung học xong rồi một năm sau là năm 1966 thì nhập vô dòng UC à, Nha vâng. Trang. Vâng, vậy là đức cha nói là ở Quảng Bình phải không đức cha? Quảng Bình là quê quán của ba má. Yeah. À. Vậy là của ba má của con là ngày xưa cũng bên Bắc luôn ở là ở Bùi Diệm, Bùi Diệm, Bùi Diệm là có gần ở đó không? Bùi Diệm Phát diệm bùi diệm hay bùi chu gì đó. Phát diệm bùi chu. À, chưa ra ngoài Bắc nên là không 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 biết được địa lý ở ngoài đó. Oh, có người ra xa nhất là ra tới uh, tới Huế. Oh, à, vâng. có đi Hà Nội uh, để ừ. mà mà uh, về thăm uh, sau uh, sau 75 thì ừ. thì thì có về 2006 thì chỉ biết Hà Nội vậy thôi chứ còn về vấn đề địa lý thì không không uh, vâng. rành lắm. Okay. Nhưng mà có quê là từ ở bên Bắc phải không? À. Vậy là à. con cũng được uh, hưởng sái Đức Trang một chút xíu. <laughs> <siêu. cười> <laughs> vậy mà là khi là đức cha vào à, ở nha trang đó là đức cha là sinh trưởng nó à, lớn lên ở đó và đi tu ở đó luôn là đức cha ha à, đi tu uh, ở dòng du xe nha trang uh -huh. thì uh, dòng du xe nha trang cũng không có mấy người biết đến thì đại yeah. khái là cái cái tôn chỉ của của nhà dòng giống y như là là là, là dòng uh, la san dạ yeah, vâng yeah, thành vâng. ra coi như các uh, đệ tử thì lớn lên rồi uh, Uh, được huấn luyện rồi sau này trở thành những ờ uh, uh, bị thầy giáo ở trong trường tiểu à. học và và trung học công giáo vậy là đức cha cũng là một thầy giáo hồi uh, xưa thì chúa cho uh, cái uh, cái, cái, cái khiếu toán oh, vâng, thành ra là. với cái ước mơ khi đi vô đi tu thì ước mơ là làm thầy dạy toán, không ừ. rồi thầy dạy toán, à. nhưng à. mà thích đá banh, là <laughs> coi như kèm theo cái là đá banh nữa, à, oh, đó, đó là quá. ước mơ, đó là ước mơ hay khi quá. đi vô dòng du yeah. xe. Yeah, vâng. à. Rồi Đức cha là kể như là Đức cha thụ phong lên một bên Việt Nam luôn hay là qua bên Mỹ rồi Đức không? Thì bên dòng đó thì dòng du xe thì vô nhà tập năm 1973 tại vì yeah. nhà dòng thì có, có nhà tập yeah. xong rồi 74 thì uh, uh, thì khấn lần đầu yeah. thì uh, tôi nhớ là khấn lần đầu đó thì có đức uh, giám mục Francisco uh, Xavier Nguyễn Văn Thành là hồi đó là đức giám mục vâng. ở đi vào nhà Trang wow, đến vâng. để chủ tế trong cái bữa lễ đó 74 wow. yeah. uh, xong rồi sau đó là nhà dòng mới gửi lên trên Đà Lạt để học triết yeah. ở trên Đà Lạt À. rồi bảy thì coi như là à, uh, phải về làm ruộng yeah. về làm ruộng cho đến năm bảy thì đi vượt biên. Oh, vậy là cho con đường của chắc là Đức cha uh, con biết là nhiều người ở đây cũng là đi uh, vượt biển rất là nhiều. Đức cha có thể chia sẻ cái cái, cái cái hành trình vượt biên của Đức cha như thế nào không Đức cha? Thì khi uh, con thuyền mà, mà uh, chở đi thì, thì có 26 người ở trên ừ. con thuyền đó yeah. Mà con thuyền nó rất là nhỏ yeah. uh, 6 feet thì bề rộng có nghĩa là cũng cỡ chừng 2 mét yeah. uh, wow. Rồi bề dài thì cỡ 8 mét thì chắc ừ. có lẽ khoảng chừng 25 ừ. 26 feet gì đó. Yeah. Rồi kia cái, cái máy thì nó nó cũng nhỏ thôi. Ừ. À, à thì 26 người thì toàn là những cái người bà con trong đó thì trong đó ừ. là ba má của tôi với lại chín ừ. uh, chín đứa em. Ừ. À, à, còn những người kia thì toàn là bà con, chỉ có một người là cũng đi dòng du xe với tôi. Yeah. À, thì um, Uh, đi vượt biên tháng 7 năm 1979 uh, ừ. thì vừa mới ra khỏi cửa Cam Ranh yeah. uh, thì bị bão, oh, wow. bị bão uh, bảo thì bão nếu bắt mình... Đức nhớ là cấp mấy ông người ta bên Việt Nam không, thì không nào? biết cấp là mấy cấp, mấy cấp mấy thì mình không biết rồi nhưng mà nhớ là khoảng chừng 60 chục cây số giờ thì wow. không biết là cấp mấy không biết, yeah, yeah. vậy là báo cũng rất là lớn coi như là nó nếu mà theo, nói theo kiểu uh, uh, ừ. người Mỹ thì họ nói là tropical storm oh, yes, à, yes. nhưng mà cái cô cái thuyền nhỏ yeah. thành ra coi như nó cũng cũng, cũng, cũng rất là khó khăn nhưng mà yeah. ở trong bờ là cái bão nó chỉ có ảnh hưởng chừng khoảng một ngày 24 tiếng ừ. nhưng mà ra ngoài đó là nó ảnh hưởng tới là ba bốn ngày luôn wow. từ từ lúc đầu cho đến ừ. lúc cuối à, ừ. thành ra cũng gặp khó khăn lắm à, cái um, Uh, thấy là coi như cái uh, con thuyền uh, giống như là lá ở trong cái cái hồ thành ra coi như cuộc sống nó rất là là mong manh, là, là mong manh lắm yeah. tôi thấy ba lần là tôi ngồi sau uh, lái với lại ba tôi ba tôi là coi ừ. như cái người lái tàu thành ra coi như có, có ba lần tôi thấy là cái chiếc chiếc tàu nó đi xuống như này mà sóng bạc đầu là wow. nó ụp xuống à coi như nó nó vờm cái 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 thuyền ừ, luôn Ừ nó co vờm thành ừ. ra coi như nó nó trắng xóa thành ra như Japan. như chỗ tôi đến vừa của, của của cha là tôi không có thấy cha ở đó thành à. ra coi như ba lần đó, tôi cũng đọc uh, Kinh ừ. Anh năn tội rồi, <laughs> à, thế rồi rồi Chúa lại cho cái con thuyền cứ tiếp tục uh, uh, trồi lên, yeah. à, thành ra cái đó là một cái chuyện lạ để mà mình mình sống sót được sau bốn ngày đó. Yeah. À, rồi bốn ngày xong thì bão sau cơn sau cơn mưa thì trời lại sáng, sáng thì sau cơn yeah. bão thì nó biến rất là, là là an bình giống như, như tên của cha vậy, à, thì lại tắt máy. Yeah. tắt máy cho nó nghỉ máy nó làm việc tới 4 ngày ừ. wow. nhưng mà khi tắt máy rồi lại để lại không nổ nữa oh. thành ra oh. coi như lên đến, từ đó lên, trên lên lên trên biển luôn lên trên biển bốn ngày mà bị bão thì nước mình dự trữ ừ. nó bị mất gần hết rồi wow. rồi gạo thì coi như nó thấm nước biển ừ. à, Là không. thành ra coi như chỉ còn lương thực và nước được thêm 4 ngày nữa tức là từ ngày thứ 8 yeah. là coi như hết lương thực, ừ. hết nước uống ừ. và từ ngày thứ 8 à, đổ đi là coi như không có lương thực, không có ừ. nước uống. Wow. À, nhưng mà may thay cứ mỗi ba ngày ừ. là có à, à, mưa, mưa, vâng và vâng. khi mà mưa thì à, hứng được à, nước mưa đủ cho wow. 26 người mỗi người được một cái uh, cốc đó. Yeah. À, một cái một cái một cái ly ly, ly nhỏ nước ừ, mưa ừ. rồi cứ ba ngày về sống sót mà tôi nhớ uh, khoảng chừng ngày thứ 13 14 ừ. đó, thì ừ. tôi cũng đói tôi cũng mệt quá rồi tôi cứ mới nghĩ là chắc thế nào cũng sẽ có người nào sống sót để ừ. kể lại câu chuyện này ừ. nhưng mà tôi không có nghĩ là 26 người yeah. lại sống sót được yeah. thế rồi ngày thứ 17 À, nó được một cái như thế này là coi như là, là ba má của tôi vẫn vẫn trung thành trong cái vấn đề cầu nguyện yeah. à, cầu nguyện kinh kinh sáng kinh ừ. tối và ừ. cứ mỗi kinh sáng kinh tối như vậy thì có kinh yeah. mân côi yeah, vâng. ừ. thì tôi nhớ cái ngày thứ 17 là sau khi đọc kinh mân côi xong rồi đọc, đọc kinh tối ừ. xong rồi ừ. thì ai cũng mệt hết thành yeah. ra ba tôi là cái người lái tàu mới mới để cho cái cái, cái tay lái nó ừ. là cho một cái fixed position, một cái ừ. chỗ không thay đổi Thế là ừ. 26 người đi ngủ yeah. à, Coi như hết mệt mỏi quá rồi ừ. Đến ngày thứ 18 ừ. thì thấy núi yeah. à, à. Thì đến bây giờ tôi cũng vẫn không biết là sức ở đâu để mà mình có thể mà mình ừ. chèo thuyền ừ. Từ 8 giờ sáng ừ. cho đến 5 giờ tối vâng. cho đến bờ uh, Philatel thành đương nhiên chắc chắn chỉ có chúa thôi à, chúa mới, mới 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 cho mình thì cái đêm đó đó là sau khi đi lên bờ rồi thì tôi có cầu nguyện ừ. tôi nói lời chúa cái, 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 đợ, uh, sự sống của con đã đã, đã đã mất ở trên biển cả rồi à. bây giờ chúa cho một cái sự sống mới thành ra con xin dâng cho chúa uh, những gì chúa muốn còn làm vâng. thì con vâng. xin vâng và yeah. cha có nghĩ là đức cha có nghĩ là đây là một cái uh, Ý của Chúa là muốn cha trở thành một linh mục hay không? Hay là lúc đó có cha, cha vẫn còn nuôi cái ý định làm trở thành linh mục hay không ạ? Hồi đó thì cứ tiếp tục cái ừ. cái, cái cái đường vâng. hướng của nhà dòng thì vẫn cứ nghĩ là làm thầy thôi. Dạ vâng. Thì sau đó 4 năm khi đến Mỹ rồi thì ừ. mới nghĩ đến cái vấn đề đi tu nhớ lại cái à, câu chuyện vâng. à, cầu nguyện. Vâng. Dạ. À, thì thôi à, cũng à, làm. À, coi như là hứa thì mình cũng hứa với Chúa rồi thì bây giờ cũng ráng <laughs> bây giờ phải ráng, ráng, ráng giữ lời hứa à, thì khi nhập uh, đi làm đơn ừ. vô dòng uh, hai dòng yeah. dòng La Salette và yeah. dòng ngôi lời yeah. oh, có có dòng ngôi lời nữa yeah. cả hai đều nhận ừ. à, thì khi tôi nhớ có một lần là đi tới uh, gặp ông cha giám đốc phòng ơn Thiên Triệu ừ. uh, của dòng La Salette. Ừ thì khi ừ. một đơn đó, tôi thấy nó có hai ừ. cái uh, chọn lửa. Ừ. Chọn lửa là Brotherhood yeah. và priesthood yeah. uh, Thì tôi lại chọn Brotherhood <laughs> à, tôi chọn tôi, tôi tôi chọn làm thầy. Cũng không vâng. biết là mình chọn làm thầy mình làm cái gì nữa yeah. hồi xưa thì mình nên nói là đi học để mà làm thầy dạy toán còn bên yeah. này dòng La thì mình không biết đâu rồi đâu mà. có dạy toán. À. Nhưng mà khi ông uh, cha giám đốc ông mới nói là Thành ơi tôi thấy uh, cái 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 transcript tại vì hồi đó đã học electronic engineer wow. học khá quá học, học 3 năm rồi yeah. ừ học 3 năm thành ra coi cái transcript thì thì tốt lắm ừ. cũng 3.7 gì đó. Yeah. thành ra À, ông cha giám đốc mới nói là à, anh là một người à, học sinh rất là tốt không ấy thì bây ừ. giờ nghĩ suy nghĩ lại để đi học làm linh mục đi Dạ yeah. à, thì à, tôi về tôi cũng suy nghĩ cầu nguyện là tôi hỏi ai ai cũng nói thôi học linh mục Được. chứ làm thầy làm mấy cái gì <laughs> à, thế là tôi thì mình bắt đầu hồi đó Được. mới bắt đầu linh mục nhưng mà linh mục dòng thôi yeah, vâng. chứ không phải là linh mục triều Thành ra khi, khi mà chọn lựa để mà đi dòng La Salette hoặc là dòng Uh, dòng uh, Dubai World Missionary dòng ngôi lời thì nói thôi đi dòng ngôi lời thì phải đi qua Epswood Iowa yeah. mà mình không biết ai yeah. bên đó, thôi yeah. mình yeah. đi vô là yeah. select Epswood cho gần hơn vâng, Cảm ơn Đức Cha chia sẻ rất là nhiều và kính thưa quý vị, uh, chương trình sẽ tạm dừng trong giây uh, phút để chúng ta gửi đến quý vị một số thông tin thương mại đã bảo trợ trong chương trình ngày hôm nay và sau phần thông tin thương mại chúng ta sẽ trở lại cuộc nói chuyện với Đức Cha Nguyễn Thái Thành kính thưa quý vị và giờ đây chúng con được trở lại cuộc nói chuyện với Đức Cha Tô Ma Nguyễn Thái Thành. Và cảm ơn Đức Cha đã chia sẻ câu chuyện của Đức Cha. Vậy thì à, chắc không riêng con mà cũng rất là nhiều người là thắc mắc và bị Đức Cha qua bên Mỹ và đã trở thành một linh mục. Rồi không biết là trong cái ý tưởng của đức cha là một ngày nào mình có thể trở thành giám mục hay không hay là tự nhiên có một cái điều gì nó xảy ra về việc tòa thánh đã chọn đức cha làm đức giám mục phụ tá cho địa phận orange đức cha có thể chia sẻ một chút xíu cho mọi người đều biết cái cuộc cái việc đó sẽ xảy ra như thế nào <laughs> chỉ biết một điều là coi như ba năm trước là, yeah. là tôi tính truyền về hưu. ô oh, vậy hả ừ, về hưu. <laughs> thì thấy là cái cuộc đời của mình đến một cái lúc nào đó nó tiếng việt tư tôi nói là coi như an cư lạc nghiệp cho nên mình trở về nguồn à. mà muốn trở về nguồn thì muốn phải về hưu ừ. về hưu để mà uh, uh, thăm các em ừ. tại vì gia đình đông yeah. chín đứa em ở bên này Wow, rồi wow. Uh, có thể giúp đi về Việt Nam làm việc từ thiện ừ. uh, thì thành tính cái vấn đề về hưu như vậy sức khỏe thì Chúa cho tốt đẹp thành yeah. nhưng mà không phải về hưu là có những người vẫn tiếp tục làm uh, thành ra cái vấn đề mà làm giám mục là một cái sự ngạc nhiên à. thành ra khi mà Đức không sứ gọi điện thoại yeah. uh, mà tôi nhớ kỹ lắm là hồi đó tôi đang tôi vừa mới đi uh, đi uh, vacation đi hành hương bên Pháp về ngày yeah. thứ ba yeah. thì ngày thứ tư tôi đang ngồi nói chuyện với lại uh, cô youth minister cô à. đo vấn đề thanh thiếu niên để yeah. chuẩn bị cho cho, cho cái cái, uh, cái uh, cuối tuần tĩnh tâm cho các em Yeah. thì tôi nhận cái cú điện thoại thì mm. tôi coi thấy trong 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 điện thoại cell phone nó để là 202 ah. 202 Washington DC. Thành yeah. ra tôi thấy tôi không quen ai Washington DC. Thành ra tôi tiếp tục nói chuyện tôi để nước cầm sứ vô trong voicemail. Trong yeah. à, rồi, <laughs> rồi sau khi nói chuyện nửa tiếng ngồi sau tôi mới mm. lấy cái voice mail uh, nghe. Nghe ra nghe. Yeah. Nghe thì nghe như thế này là I am um uh, the uh, the papal nuncio Archbishop Christopher Pierre, ừ. I want to talk to you on this number. Oh, wow. Thì tôi thấy cũng hơi có kinh tế rồi. Uh, tôi đọc một kinh kinh mừng để chuẩn bị để mình, mình mình gọi điện thoại lại. Thì khi gọi gọi điện thoại lại thì Đức Khâm sứ mới nói y như thế này ừ. là I bring you a big news. Ừ. Are you ready? The Holy Father appointed you to be Auxiliary Bishop of the Diocese of Orange. Yeah. Khi mà tôi nghe cái chữ ông Bishop trước khi cái chữ Diocese of Orange là coi như đôi tá hỏa tâm tinh là tôi cũng không biết coi như là có phải mình không nữa. Thì nó mới xin Đức Không Sứ là cho nửa tiếng đêm để 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 đến đi sơn để để trả lời. Thì Đức Không Sứ trả lời được. Thế Nhưng mà rồi phải trả lời yes. Sau đó rồi thì đi À, đi vô nhà tạm để cầu nguyện để 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 xin ừ. Chúa hướng dẫn để trả ừ. lời thì thì tôi chỉ thấy có một điều là à, ý muốn của Đức Giáo Hoàng rất gần với ý muốn của Chúa. Yeah. Thế như vậy thì mình phải xin vâng. Xin vâng, Thôi vâng. mình đọc một kinh Mân Côi thế rồi trở về ừ. là trả lời cho Đức không sướng Vâng. Đó là cái câu chuyện nó như, như thế đó. Yeah. À, thì chừng nửa tiếng rồi sau là coi như Đức cha Ven gọi điện thoại qua yeah. thì uh, nói chuyện này chuyện ừ. kia ra. Ừ. Uh, ra họp báo rồi mình phải nói những cái gì cái gì. Yeah. Đức thì hay lắm, không yeah. rất là tốt yeah. trong mấy ngày đó. Vâng, con cảm ơn Đức cha đã chia sẻ <laughs> về cái việc trở thành đức giám mục phụ tá của địa phận Orange và bây giờ thì Đức cha đã qua bên đây rồi và Đức cha làm việc ở đây và con cũng biết là trong thời gian vừa qua trong tháng vừa qua là chúng ta ở bên Cali này có đại hội M mau À và như vậy thì Đức cha đây là lần đầu tiên Đức cha tham dự đại hội em mau hay sao thưa Đức cha hay là... Đúng rồi, hồi trước tôi có dự cái đại hội nó không phải là E-Mau mà ừ. Houston thì cũng lâu lắm rồi Thời dạ. của của cha Hiền làm dạ. chủ tịch liên đoàn Nhưng mà em mau thì đây là lần đầu Được tiên à, Thì tôi thấy cái kỳ này tổ chức rất là chu đáo Có những ừ. sự hiện diện của các giám mục và đặc biệt là Đức Khâm Sứ dạ Và vâng. Thánh, rồi dân Thánh Lễ và chia sẻ lời giáo huấn rất là là, là, ừ. là tốt À, rồi um, nó thấy là một cái cơ hội tốt cho các cha để mà uh, gặp gỡ chia sẻ kinh nghiệm xong rồi cầu nguyện chung ừ. với nhau uh, các uh, giáo dân ở đây uh, yeah. đón tiếp rất là tốt đẹp tôi đều rất đáng khen ngợi trong vấn đề đó yeah. tôi thấy cái đêm văn uh, nghệ đêm, uh, rất là vui uh, đêm ở văn nghệ cái, cái đêm <laughs> ở nhà Hoàng vui quá các cha cũng uh, lên rồi hát rồi chia ấy, văn nghệ nhiều quá nhiều. cuối cùng của Đức cha cũng uh, cũng 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 hứng thú đi lên hát bài Chúa không lầm. Ờ. <laughs> à, <laughs> dạ, và và hôm nay rất là rất nhiều người rất là uh, thích cái giọng hát của Đức Cha và hy vọng là có dịp nào thì Đức Cha hát cho chúng con nghe nữa. Vậy thì trong cái tinh thần uh, anh em đệ <laughs> linh mục như vậy đó cha. Đức Cha có là một uh, vị uh, giám mục phụ tá như vậy thì uh, Đức Cha mong ước gì uh, đặc biệt mình nói đặc biệt là trong các uh, linh mục anh em Việt Nam đi thì uh, Đức Đức cha có một cái nguyện ước gì hay là cái mong ước gì trong cái tình huynh đệ của các anh em Linh Mục hay không thưa Đức cha? Người Tôi thấy là cái vấn đề chính yếu trong cái đời sống Linh Mục ngoài cái vấn đề uh, đời sống thiên liêng tu đức thì đương nhiên vấn đề cầu nguyện, vấn đề ừ. linh hướng thì uh, tôi thấy là mình cần tìm một cái niềm vui trong cái đời sống Linh Mục Yeah. Mình đã phó dân hết cái cuộc sống của mình mà nếu mà mình không có cái niềm vui trong đời sống linh mục thì mà. nó uổng lắm. Thành yeah. à, Thầy nó mong muốn cho các cha có được cái niềm vui thì cái kỳ vừa rồi là là Emo 8 đó thì à, cái đề tài rất là hay là ừ. niềm vui và thử thách của ừ. đời sống linh mục. Yeah. À, thầy nó cầu cầu nguyện cho các cha tìm được một cái niềm vui trong cái đời sống linh mục mới nên tìm được cái niềm vui thì dễ dàng mình có thể lướt thắng những cái khó khăn trong cái cuộc cái, 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 cái đời sống linh mục của mình và cái đó là cái ước mơ của, của, của Đức yeah. cha như như là Đức cha mới cái chia sẻ với <laughs> chúng con là mình phải tìm một cái niềm vui trong cái đời sống của một người linh mục vậy thì trong cái đời sống linh mục của Đức cha ở đây thì có một cái kỷ niệm nào vui hoặc buồn nó đánh dấu uh, trong cái làm cho cái đời sống linh mục của mình nó có ý nghĩa hơn Đức cha có thể chia sẻ một chút xíu về cái niềm vui hay là cái nỗi buồn vui uh, vui thì thì uh, vui buồn thì thì có rất nhiều trong đời sống linh mục mà tôi thấy cái vấn đề uh, niềm vui của linh mục là nó gắn bó với những cái uh, uh, phép bí tích mà mà, yeah. mà mà chúng ta làm linh mục thì đương nhiên là mình làm các phép bí tích thì tôi có một cái câu chuyện như thế này là có cái ông đó cái ông Gus uh, khi tôi đến uh, cái giáo xứ Thánh Chúa cách đây khoảng 5 năm năm uh, yeah. uh, thì uh, 6 năm thì uh, khi tôi vừa đến thì cái ông Gus này ông mới đến xưng tội với tôi xưng tội xong rồi thì ông cũng hai mươi mấy 25 năm không 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 ông đi nhà tội. thờ à, à, không hả? đi nhà thờ ông xưng tội ừ. thành ra sau khi xưng tội rồi thì ông mới hỏi là như vậy thì con có đi trước để được chưa ừ. ông nói đúng rồi Chúa tha thứ hết tội tội lỗi của của ông rồi ông đã đến với một cái tâm hồn trong mối anh anh thì Chúa tha thứ như vậy ông cũng vẫn chưa sẵn sàng ông đi nhà thờ à, mỗi ngày chủ rồi. nhật mà. nhưng mà không không đi trước lễ ừ. rồi cứ 3 tháng thì ông lại tới uh, uh, xưng tội à. và rồi cũng không rất lễ chưa sẵn sàng à, rồi đến cái năm lòng chúa thương xót À, tôi mới thách thức ông tôi nói là đức Giáo hoàng á, là cho cái năm lòng chúa tương xót như thế này nói yeah. lên là không có tội nào mà qua mà mà, mà 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 chúa không có tha thứ được hết yeah. ông mà không có không có đi rước lễ ông không có nhận tha thứ Là coi như ông đi ngược lại với đường ừ, hướng yeah. của đức Giáo hoàng đường Giáo của yeah. hội với chúa đó ông cũng chưa sẵn sàng mm. cho đến ba uh, năm sau wow. thì ông mới nói với tôi vào trúng cái ngày mm. chủ nhật thứ tư mm. uh, mùa vọng yeah. ông mới nói uh, cha Thành ơi uh, cầu nguyện cho tôi Uh, Giáng sinh này tôi sẽ oh, uh, tôi sẽ uh, rước lễ. lễ. Yeah. Thế là từ đó từ ngày ông rước lễ ngày Giáng sinh thì cái 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 khuôn mặt của ông nó thấy tươi hẳn lên ừ. và cái thấy cái niềm vui uh, càng ngày càng vui rồi ông tới chia sẻ và tôi thấy đây là một cái niềm vui thực yeah. sự trong đời sống linh mục mình wow. đem Chúa đến cho những Mọi người, người. Yeah. Mà, mà 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 Chúa trao phó cho mình mà đặc biệt là cái vấn đề ơn tha thứ mà họ vui. Ừ. mình cũng vui đó là một à. trong những cái chuyện vui trong cái đời sống linh mục nó yeah. mặc dù cũng phải kéo dài tới 3 năm <laughs> để mà điểm, để niềm vui đó thực sự như vậy vâng cảm ơn đức cha và quý vị cũng thấy đây là cái niềm vui uh, của đời sống linh mục tu sĩ thấy giáo dân là đi nhà thờ đi rước lễ bởi vậy qua cái sự chia sẻ của đức cha ngày hôm nay thì mọi người thấy là chúng ta cần phải đến với chúa và chúng ta tin vào uh, lòng thương xót của chúa sẽ tha thứ mọi tội lỗi của chúng ta Vâng, vậy thì Đức Cha, con không biết là mỗi người chúng ta thường thường nhìn lên một vị thánh nhân để nói gương, cũng như là xem thánh nhân đó như là một con đường dẫn mình đến với Chúa. Vậy thì xin hỏi Đức Cha là một vị thánh nào đó mà là mẫu gương hay là cái, 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 cái con đường dẫn đến Thiên Chúa? cho Đức cha trong đời sống của Đức cha. Thôi tôi cho hai cũng cho hai cụ thánh Teresa hết. Ờ, vâng. à, Teresa hài đồng Jesus. Vâng. À, một cái con đường hèn uh, mòn, yeah. một con đường uh, little child, uh, little way uh, mà lại uh, uh, giúp nên thánh trong cái những cái công việc thường ngày của mình. Ờ, vâng. Mình nhìn nhục mình. Uh làm việc phục vụ nhưng mà trong cái yêu thương yeah. à, nên tôi thích thánh Teresa hài đồng Giêsu oh, wow. trong cái lĩnh vực đó thành ra nhiều lúc mình đi thăm nhà thương mình chỉ cầu nguyện cho họ rồi yeah. giao cho họ một những cái chuyện nhỏ như thế đó nhưng mà mm. rồi có thể giúp cho uh, cho cái cái cuộc sống uh, yeah. linh mục của mình nó tốt đẹp thành ra thánh yeah. Teresa hài đồng Giêsu và uh, hiện tại thì thánh mẹ Teresa Cancuta và oh, wow. thì thực sự uh, với cha và với quý vị khán giả tôi tới cái tuổi này rồi thì tôi cứ thường cứ suy nghĩ là một ngày nào đó đó mà chúa đến à, mình đến trước mặt chúa thì chúa không có hỏi tôi là, là xây bao nhiêu nhà thờ à, chúa không có hỏi tôi là đọc bao nhiêu kinh à, chúa không muốn hỏi tôi là mình lập bao nhiêu chương trình yeah. nhưng mà chúa hỏi tôi khi ta đói con có cho ăn không ừ. khát con có cho uống không thành yeah. ra mẹ teresa kankuta đã cho tôi một cái gương sáng để mình đến với người nghèo dễ không không dễ đâu, ừ. rất là khó. Thế nhưng mà rồi đó là cái nhiệm vụ mà mình đến với người nghèo. Nhưng mà đến với người nghèo để nhìn thấy Chúa Giêsu trong họ, vâng. những gì các con đã làm vâng. cho những kẻ bé mọn, thực ra là làm vâng. cho chúng ta thành ra coi những hai vị thánh đó thì ừ. nhỏ mọn trong cái đời sống hàng ngày vâng. và tìm đến với người nghèo mình giúp để mình nhìn thấy Chúa Giêsu trong cuộc sống của họ. Vâng, con cảm ơn Đức Cha đã chia sẻ và kính thưa quý vị và Đức Cha là bây giờ là chúng ta đã bước vào tháng 11 là tháng của các thánh tháng của các đảng linh hồn. Vậy thì uh, trong cương vị của một uh, vị giám mục thì uh, Đức Cha có gì lời khuyên gì cho chúng con không thưa Đức Cha? Lễ Cách Thánh và Lễ Các Đảng Linh Hồn nhắc nhở cho chúng ta đời sống hiện tại đây chỉ là tạm bờ. Yeah. Tôi chưa thấy có người nào sống tới 200 tuổi hết <laughs> à, 115 hay là gì đâu 120 thì may ra. Thành ra ừ. coi như đời sống này là đời sống uh, tạm bờ và cái, đời, cái quê hương thật của chúng ta là ở trên trời và các thánh lễ các thánh lễ các đẳng nhắc nhở cho chúng ta điều đó à, và như vậy thì đối với các đẳng thì chúng ta thấy là họ cần cái lời cầu nguyện của chúng ta thành ra mình giáo hội cho chúng ta được nguyên một cái tháng 11 để cầu nguyện cho các đảng linh hồn à, thì giúp cho chúng ta cầu nguyện cho những người thân của mình à, mình không biết là họ ở đâu yeah. à, thì thôi thì mình cứ dâng một lời nguyện, nguyện. dâng một một cái thánh lễ cầu nguyện cho người thân của mình yeah. nhưng mà cái chính là à, cái mình sống làm sao để một ngày nào đó mình cũng được hưởng niềm vui trên nước trời yeah. và cái tám mối phúc thật là cái con đường để cho chúng ta đi hãy chọn chúa làm cơ nghiệp trong cái cuộc sống yeah. của mình sống yêu thương sống lòng chúa thương xót à, để rồi một ngày nào đó chúng ta về À, khi mà Chúa gặp gặp Chúa Chúa nói à, hãy vào hưởng phúc thiên đàng à, với chủ người vâng vâng con xin cảm ơn Đức Cha đã chia sẻ những cái gì quý báu của lời của Đức Cha à, dạy cho chúng con trong cái à, tháng 11 này và kính thưa quý vị chương trình tạm dừng trong giây phút à, sau phần thông tin thương mại chúng con sẽ trở lại với phần chia sẻ lời Chúa. và kính thưa quý vị bây giờ đây chúng con được trở lại với quý vị qua phần chia sẻ lời Chúa à, kính thưa Đức Cha thì ở trong phần này con sẽ đọc bài phúc âm à, sau đó Đức Cha sẽ um, chia sẻ những cái gì mà Đức Cha cảm tưởng được trong bài phụ âm này và bây giờ con xin mời à, tất cả quý khán thính giả cùng nghe lời Chúa với con tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca khi ấy Chúa Giêsu vào Jericho và đi ngang qua thành thì kia có một người tên là Gia Kêu, ông thủ lãnh những người thu thuế và là người giàu có. Ông tìm cách để nhìn xem Chúa Giêsu là người thế nào, nhưng không thể được vì người ta đông quá mà ông lại thấp bé. Vậy, ông lại chạy lên trước, <laughs> trèo lên một cây sung để nhìn xem người vì người sắp đi ngang qua đó. Khi vừa đến nơi, Chúa Giêsu nhìn lên và trông thấy ông ấy, nên người bảo ông rằng, Hỡi ra kêu, hãy xuống mau, vì hôm nay ta phải lưu lại nhà ngươi. Ông vội vàng trụt xuống và vui vẻ đón tiếp người. Mọi người thấy vậy, liền lẩm bẩm rằng, ông này lại đến trọ nhà một người tội lỗi. Ông Gia Kiều đứng lên thưa cùng Chúa rằng, Lạy Ngài, tôi xin bố thí nửa phần của cải của tôi cho kẻ khó. Và nếu tôi có làm thiệt hại <laughs> cho ai điều gì, tôi xin đền gấp bốn. Chúa Giêsu bảo ông ấy rằng, hôm nay, Chúa Giêsu bảo ông ấy rằng, hôm nay nhà này được ơn cứu độ, bởi người này cũng là con cái Abraham vì chưng con người đến tìm kiếm và cứu chữa những điều gì đã hư mất đó là lời Chúa vâng thì qua bài phúc âm ngày hôm nay thì con xin mời đức cha cùng chia sẻ với tất cả quý khán thính giả ngày hôm nay tôi cười khi tôi nghe câu chuyện của ông Gia kêu là tôi nhớ đến mấy cái lời hồi xưa tôi còn nhớ bên Việt Nam Nhất lé nhì lùn tam hồ tứ quán. Đừng chơi nhà thằng lé, đừng ghé nhà thằng lùn. chỉ có Chúa Giêsu mới dám ghé nhà thằng lùn ông Gia kêu Thôi tôi nói vậy thôi, chứ thực sự ra khi tôi suy nghĩ về cái câu chuyện của Gia kêu thì tôi nghĩ đến cái điều này, ước mong của Thiên Chúa, cái sự khao khát của Thiên Chúa và ước mong của con người, khao khát của con người. Được gặp gỡ ở trong câu chuyện của Gia ah, Kêu yeah. Và cái cuộc gặp gỡ đó nó quá tuyệt diệu yeah. Và cái kết thúc là ơn cứu độ đã đến với nhà này ừ. Nhà ông Gia Kêu Thì cái ước mong của Chúa là gì? Ước mong của Chúa là mong muốn liên hệ mật thiết với chúng ta Với ừ. con người từ khi ngài tạo dựng bây giờ mình đi về cái cuốn sách sáng thế ký là thấy là coi như là ngày ngày đến thăm ông a dông ở bãi và nhưng mà vì cái vấn đề tội lỗi cái mình tách ra yeah. với thiên chúa thành ra lòng thương xót của chúa luôn luôn mong muốn con người trở về và ừ. đó là ước mong của thiên chúa bây giờ trong cái đó trong cái ước mong của ông gia kêu yeah. ông gia kêu cũng là một người tội lỗi à, rồi mà ông không biết là ông nghe thế nào đó mà lại ông ước mong ông mong muốn ừ. tìm gặp nhưng mà khổ ừ. là ông lùn thành ra như cái, cái câu chuyện phúc âm cho thấy là ông, ông chạy lên trên cây thì khi ông leo lên trên cây thì chúa ngước lên chúa nói hôm nay ta đến với nhà ngươi thành ra cái chuyện đó là ước mong của thiên chúa và ước mong của con người được gặp gỡ và yeah. rồi rồi à, sau bữa bữa cơm thân mật ở trong nhà gia kêu thì chúa đã nói hôm nay ơn cứu độ đã đến với nhà này yeah. và tôi thấy là đây là một cái bài học về lòng chúa thương xót trong cái ước mong của thiên chúa là luôn luôn muốn chúng ta tội lỗi à. trở về chúng ta không khác gì ông gia kêu đâu có ý là tôi không muốn nói là tôi muốn nói quý vị là <laughs> vừa luôn luôn, vừa không luôn đâu à, không quý vị là cũng cao ráo đẹp trai rồi xinh đẹp hết thế nhưng mà cái vấn đề đẹp trai với là xinh đẹp bên ngoài nó khó nó, nó, nó không có che giấu được cái con người của à, chúng ta chăng. thực sự yeah. tức là mình cũng vẫn tội lỗi yeah. giống y như ông gia kêu à mà khi tội lỗi thì mình cần đến lòng chúa thương xót ước mong chúng ta có cái đường ước mong giống y như là ông gia yeah. kêu tìm đến với chúa để wow. rồi xin chúa ừ. thứ tha tất cả ừ. những lỗi lầm của chúng ta ừ. thì như vậy thì cái ước mong của thiên chúa ừ. và ước mong của con người gặp gỡ yeah. đặc biệt trong cái bi tích yeah. giải tội mà rất nhiều người đã được hưởng <laughs> ơn khu đồ hôm <laughs> nay đã đến yeah. với nhà này Wow. À, đó là cái ý nghĩ của tôi trong cái, cái vâng, của con cảm ơn Đức Chè đã chia sẻ vì tôi tiếp nối với cái ý của Đức Tre đó là con thấy là uh, mình biết thân phận của mình tội lỗi và đôi khi mình cũng phải là phải cố gắng tại vì con ông ông kêu là ông lùn ông không thấy Chúa được nhưng mà cái hành động của ông leo lên cây đó là nói lên cái sự cố gắng để vươn tới Chúa nhìn được Chúa và một cái câu nữa mà con cảm thấy là nó đánh động con là cái câu này là là những những người biệt phái, những người biệt pháo nói là ông này lại đến trọ nhà một người tội lỗi. thì con không biết tại sao ở trong đời sống của chúng ta, đặc biệt là trong đời sống nói chung là nói chung trong đời sống Kitô hữu đó Đức cha, thì không biết tại sao nếu mà mình chơi với người tốt á, thì không sao nhưng mà nếu mà mình quen thân với một người tội lỗi thì thường thường mình bị hay bị dèm pha là không biết là tại vì người ta nói là gần mực thì đen gần đèn thì sáng hay sao nhưng mà con thấy là nhiều khi mình cũng là một người Kitô hữu là một người theo Chúa thì mình cái concept này nhiều khi mình cũng phải coi lại tại vì Chúa mời gọi chúng ta đến với những người tội lỗi tại vì nếu một người tội lỗi mà một người một người chân chính mà không có đến để kiểu như là mở lòng của họ thì nhiều khi họ không biết bởi vậy nếu mà chúng ta thấy ai đối với con nếu mà chúng ta thấy ai mà kiểu như là chơi với những người tội lỗi uh, hãy cầu nguyện cho họ để họ có cái can đảm uh, thứ nhất là mở được cái lòng của người tội lỗi giúp cho họ nhận được biết chúa là ai tội lỗi của họ là cái gì để họ sửa đổi uh, thì uh, đây uh, cũng là những cái là cái ý kiến riêng của con muốn chia sẻ với đức cha và với tất cả quý khán thính giả và kính thưa đức cha và quý khán thính giả là chương trình của chúng ta cũng uh, sắp hết rồi thì rất là vui mừng được chào đón Đức Cha ngày hôm nay. Thì trước khi chia tay, xin Đức Cha có một lời cuối đến tất cả quý khán thính giả cho chương trình ngày hôm nay, thưa Đức Cha. Cảm ơn Cha Anh Bình đã cho tôi có cơ hội để nói với quý vị thánh giả. Đối với giáo dân ở Orange County, tôi rất là cảm ơn đã đón chào tôi vào trong cái địa phần này. Và sau 2 năm tôi rất là cảm thấy như là nhà của tôi à, thôi thì uh, cầu xin Chúa để tiếp tục mình đồng hành với nhau trong bước đường tương lai. Cái, cái khẩu hiệu của tôi là uh, Chúa đưa con đi, He leads me. Thành ra tôi cũng xin quý vị cầu nguyện cho tôi để tôi luôn luôn phó thác vào bàn tay của vị mục tử nhân lành để đưa tôi đi những nơi có nhiều đúc, những nơi mà tôi không muốn nhưng mà rồi uh, phó thác để rồi Chúa đưa tôi đi. Và tôi cũng cầu nguyện cho quý vị cũng đồng hành để luôn luôn tròn chúa làm cơ nghiệp như chúng ta chia sẻ uh, lễ các thánh và lễ các đẳng linh hồn hôm nay tròn ừ. chúa trong cuộc sống của mình để một ngày nào đó uh, chúng ta khi gặp chúa thì chúng ta nghe được lời uh, chúa dạy là chúa 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 nói là hãy vào hương phúc uh, thiên đàng với chúa người một lần nữa con xin cảm ơn Đức cha và kính thưa quý khán giả chương trình sẽ tạm dừng trong tuần này và con hy vọng là Đức Cha một ngày nào đó sẽ lấy đến với chúng con nữa. Và kính thưa quý vị, kính chúc quý vị một tuần lễ được đầy tràn ơn Chúa. Thank you and God bless.